em chào anh. Chào con. Dạ, em đang tìm nhà của bé Ngô Hồng Anh ạ. Hôm nay cô nhận nhiệm vụ thì cô nghe nói là mình sẽ được ăn bánh cookie và uống trà. Làm sao mà con có cái ước mơ này? Dạ, tại vì mẹ con thích. Mẹ con thích? Dạ. Mẹ con thích nhưng mà con có làm được không? Dạ rồi, nhưng mà... Con làm rồi. Dạ, thiếu nguyên liệu, làm chung với mẹ. Và hôm nay con vẫn muốn làm bánh cookie lại. Dạ. Cái bánh cookie là do mẹ con thích hay là do con thích? Dạ... do mẹ con. Tại vì mẹ... Mẹ con lâu lâu cũng thích ăn ngọt cho nên con làm. Con tròn tròn như vậy là con mới là người thích ăn ngọt á. Mẹ con cũng mập như con mà. À, mẹ con có sợ mập không? Dạ có. Rồi mẹ con giảm cân không? Dạ cố gắng giảm cân. Cố gắng giảm cân mà con bây giờ con tặng một bữa trà và bánh cookie và bánh ngọt rồi mẹ con có thích không? Dạ thích. Thích đúng không? Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ lên một cái kế hoạch để làm. Mình sẽ thử ha. Dạ. Con xin phép ba cho con đi thực hiện ước mơ của con. Ừ. Rồi sẽ đi nghe lời với cô chú nha. Dạ. Dạ. Em chào anh. Dạ. Tại sao em ở bên chương trình ước mơ của em và hôm nay là đang trên đường đi hoàn thành nhiệm vụ cho bạn nhỏ. Ước mơ của con hôm nay là làm bánh cookie. À. Rồi hôm nay thầy sẽ chỉ với em cúc cây mà chính tay cháu sẽ làm chiếc bánh để về tặng bố mẹ được không ạ? Dạ. Thì đầu tiên thì thầy cho con cho cô công thức được không ạ? Dạ. Được rồi. Giờ bước một là con làm gì? Bơ với đường cát. Dạ. Yeah. Rồi con cứ gọi vô từ từ ha, chậm chậm lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ con cân tiếp là bơ 250 ha. Dạ giỏi quá ha, mới 7 tuổi biết nhà siêu tầm bánh rồi ha. Là đã phụ mẹ rồi đấy ạ. Từ từ, từ ha. Cắt sạch vô. Nè, ghé xuống đúng rồi, đây nè con cầm. Đó, được không ạ? À? Chặt gọn vô đúng không? Mạnh lên cái nữa. Rồi, rồi con để máy nó chạy ha. Mạnh lên rồi, qua đây con cân tiếp là phần phụ ha, là gì? Trứng gà đúng không? Ừ. Rồi, trứng gà trước mặt con. Con biết làm trứng gà phụ mẹ bao giờ chưa? Rồi. Rồi, con giỏi quá à. Quá giỏi quá. Quá giỏi. Cả nữa coi. Sao con phải đập cho thao không? Vậy khi con nhìn được cái lỡ mà tay mình làm được cái vỏ nó rớt vào đó mình lựa được đúng không? Múc cái con múc. Ờ, à, được rồi. Đấy nha. Wow. Hôm nay là tự tin ha, 100% con làm ha. Tiếp tục là bột nổi. Là 2.5 gram. Rồi 2.5 gram đúng không? Mình có riêng, mình có riêng rồi. Rồi, bỏ hết vô luôn coi. Rồi, rồi tiếp tục là cái gì? Bột soda. Bột soda, rồi. Rồi con cầm này, mình muỗng đi. Muỗng bỏ một góc nha. Còn để góc một góc thôi, lỡ mình có sai góc này đúng rồi. Rồi cân đi. Rồi con tự cân ha, 100% bữa nay thầy hứa 100% con sẽ làm ăn 35 gram rồi. Đường với bơ thấy nó bông chưa? Con thấy chưa? Rồi tiếp tục nào. Con sẽ cho từ quả vô nghe thầy dặn ha, từ quả. Đúng rồi. Rồi, sau đó con sẽ cho nó tan đi ha, nó đều xong con sẽ cho quả thứ hai được không ạ? À? Tiếp tục ha, rồi chờ con thấy cảm thấy nó đều rồi con biết đúng không? Rồi, con thấy trứng đều chưa? Rồi, con lấy cái phần bột hồi nãy con rây đâu? Rồi, con sẽ cho vô từ thìa cho hết luôn ha. Đúng rồi, thái phần đồ ăn vô. Rồi. Chắc cho vô đây coi. Đúng rồi, trong quả đây. Rồi con sẽ bóp, đúng không? Rồi con bóp đều coi. Mạnh tay lên, đúng rồi. À. Wow. Rồi, con phải vô cái khuôn khác đây. Mạnh tay lên ha. Rồi, ngưng, được rồi, con nắm chỉ bằng đúng rồi. Rồi, con cháu vào. Đẩy vô từ từ nha con. Đẩy này, đúng rồi.
Rồi mình sẽ nướng bao nhiêu? 20 phút. Rồi con bấm đèn lên ha. Con biết khi nào bánh nó chín à? Dạ, nó màu nâu. Nó màu nâu chín ha. Rồi cũng đúng. Về bánh mà kép thì con sẽ dùng cây tăm que ha, hoặc con dao nhỏ con sẽ đâm thẳng chính giữa. Thì con kéo lên. Lên thì nếu còn dính cây tăm thì còn sống. Còn nếu nó ráo không dính cây tăm thì đã chín rồi, đúng chưa? Rồi con sẽ kéo ra đúng không? Rồi con thử coi. Mạnh xuống. Kéo lên. Rồi bánh chín chưa? Rồi. Wow. Đúng rồi, bóp coi, vừa bóp đi coi. Chậm thôi, vừa chậm rồi, đúng rồi. Bóp mạnh lên, đi theo cái viền con, đúng theo cái bánh, đúng rồi. Bánh tay lên, đúng rồi. Mạnh luôn, bóp mạnh tay luôn, mạnh luôn. Mạnh cho lên cái bông luôn, mạnh luôn. Bóp từ từ từ, đổ, bóp hoài luôn, bóp hoài hoài luôn, bóp hoài luôn, đó. Sao con có vui khi con được làm bánh không? Vui, cảm ơn thầy. Rồi bắt tay coi. Về nhà làm được không? Tự đến đâu nào. Yeah. Rồi ok ha. À vậy là mình đã gần hoàn thiện xong ước mơ của mình rồi đó. Yeah. Bây giờ cô đang đưa con đến một cái quán cà phê. Tại đây thì cô sẽ dành tặng cho con thêm một cái bất ngờ nữa là con sẽ được tự tay mình học pha chế. À giới thiệu với con, đây là chú Ngôn. Chú ấy sẽ giúp mình pha chế một loại nước uống rất là ngon. Chú có thể chỉ con pha chế trà sữa được không? Ở đây chú có hai loại trà sữa nhưng mà là trà ấm. Yeah. Chú nghĩ là thích hợp cho mẹ con để dùng chung với bánh cupcake đó. Cái này gọi là trà gạo Nhật. Yeah. Trà gạo sữa Nhật. Con sẽ bỏ hai miếng trà gạo này vô trong ấm. Rồi, con đông giùm cho chú 20 sữa đặc. Đâu vô đi. Con sẽ đổ nước sôi vô trà ha. Rồi, con dùng cái sữa này đổ vô đây đi. Con cho hỗn hợp matcha này vô cho chú. Rồi, được rồi. Đó, khi nào nó hòa được, nó hòa vô đủ, nó có cái màu xanh đục đục như thế này là được. Rồi mình đổ thêm nước sôi vô. Xong. Một phần trà thì có một phần mứt. Cảm ơn chú vì chú đã chỉ cách cho con pha trà. Rồi. À, trong lúc mà bé đang học pha trà thì hiệp sĩ sẽ có một cái nhiệm vụ khác là giúp bé trang trí một cái bàn tiệc thật là xinh xắn và ấm cúng để bé có thể dành tặng cho mẹ một món quà bất ngờ. Chị ngồi đây hả? Nãy là quay gần xong, thế em mới sợ là chị chạy xe kẹt xe, mới kêu là bé gọi cho mẹ trước. Giờ đợi chút xíu đi, khoảng tầm 5-7 phút nữa là xong rồi. Bé đang quay ở trong kia. Để cho em cái gì ăn nhẹ nhẹ đi, bánh đi. Bánh với lại cái gì uống ở đây đặc biệt á. Ôi, thực ra hôm mà đi lên trên internet tìm bánh cookie để làm à, cookie này hai mẹ con làm nhưng mà thất bại. Thế anh thử coi cái bánh ở tiệm với cái bánh nhà mình làm nó khác gì nhau? Thực ra nó không có bột nở và nó sẽ không sốt như này. Còn về vị thì sao? Chị ăn xong rồi chị cho em ý kiến. Hơi ngọt hả? Mà chị thích ăn ngọt hay là không thích ngọt? Không thích ngọt mấy. Không thích ngọt mấy. Hay chị thử uống trà đi xem, làm khi mà kết hợp giữa trà với bánh thì nó sẽ hơn ngon hơn. Cái này bằng gạo hả? Gạo rang đúng không? Chị thấy được không? Gạo rang lên đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nhân vật chính xuất hiện đi. Trời ơi, mặt đỏ. Sao cần? Kể cho mẹ nghe đi. Mẹ cần làm bánh, bánh trà. Không. Vậy cũng làm bánh cookie được nữa hả? Dạ. Khó không? Chị mẹ nghe. Tương đối dễ. Tương đối dễ luôn. Nhưng mà bỏ vô trong nào để ra đây? Bỏ coi trong đó. Nhưng mà mình cần một cái nồi và cái tờ xoay thôi. À vậy hả? Con làm ăn hết. Nãy giờ ăn chưa? Chưa được ăn luôn.